Cuộc gọi thông báo khóa thuê bao. Số điện thoại của chị đang nằm trong danh sách thuê bao có hành vi vi phạm pháp luật đó chị. Cho nên là bên cục cảnh sát đã liên hệ bên nhà mạng em là phải thực hiện khóa vĩnh viễn cái số thuê bao. Ê, khoan nha chị, sao tự nhiên khóa thuê bao của tôi? Khai thác thông tin cá nhân. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra thông tin của chị trên hệ thống. Chị vui lòng cung cấp cho tôi thông tin cá nhân của chị. Nạn nhân đã sập bẫy như thế nào? Gì vậy? Không còn một đồng nào luôn. Trời, tiền của mình. Chuyện gì vậy? Chuyện cảnh giác 16:40 phút Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.